Hello anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em cài đặt game Knight Mode vô hạn vàng nhé. Anh em truy cập trang game hayvl.com để tải nhé. Đây có hai file này, một file APK ISO của game hay này, đây là file game cài đặt này 56MB, mình vừa cài rồi, mình vừa tải rồi, vừa tải cái nữa này. Sai. Mở cài đặt này, quên tải, hướng dẫn em cài đặt bằng app APK install luôn. Cài đặt này, cái app này là chuyên để cài đặt ứng dụng APK nhé, APK gói APK này, OBB, XAPK này, zip này, anh có thể backup được luôn này, backup game luôn. Đây. Giờ cài game mode kia nhá. Đặt cài đặt này. Cho APK install này. Ok. Cài. Để cấp quyền cho ứng dụng APK nhá, cấp quyền cho phép từ nguồn. Đặt đây. Đó. Đây là cài đặt mở này, open này. Đấy. Đây là file cài đặt, nên tiếp tục ấn anh em chọn một lần nữa nhé. Yes, cài đặt lần nữa. Nó có hai file anh em ạ, một file cài đặt, tại vì đây là cái file đầu tiên ấy, nó chứa dữ liệu mốt rồi, đã cài đặt xong. Ok, đây màn hình game này. Đây game đã có này, đó vô hạn tiền. Ở đây là 999 triệu tiền mà mua vũ khí mà. Wow, phải có rank thì mới mở được mấy kiếm này. Chết mày luôn, chết mày luôn. Đẹp vãi đái anh em ạ. Bất tử rồi gì nữa. Bất tử luôn. Rồi, video của mình kết thúc ở đây nhé. Anh em truy cập trang game hay bây giờ chúng con để tải game nhé.